Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện có tựa đề Lá rụng. Ngày xưa, có con Sóc Bạc và Sóc Sáng là hai anh em sinh đôi. Thế rồi, chúng sinh ra vào mùa xuân và lớn lên vào mùa hè. Bây giờ, chúng đang mong ngóng đến mùa thu. Mẹ của chúng nói, khi nào lá cây rơi xuống thì chính là mùa thu đến. Anh em Sóc cùng ước mơ mùa thu đến thật nhanh. Thế rồi một hôm, khi chúng đang chơi đùa dưới gốc cây, có một cái chiếc lá cây rơi xuống, rơi đúng vào đầu của Sóc Bạc, làm nó giật nảy mình. Sóc Sám vui sướng vỗ tay reo lên, "A! Lá cây rơi xuống rồi, thế là mùa thu lại đến." Chúng chạy về nhà báo tin này cho mẹ. Mẹ của chúng cười nói, "Còn lâu mới đến mùa thu, chiếc lá đó không phải tự nó rụng đâu, mà là do con quạ đụng vào đấy." Ít lâu sau, anh em Sóc đi thăm cậu Sóc đuôi to. Cậu Sóc sống trên cây lê cách đó không xa. Chúng nhìn thấy cậu mình đang chuyển từ quả phơi khô vào trong hang liền hỏi, "Cậu ơi, cậu đang bận làm gì đấy?" Cậu Sóc trả lời, "Mùa thu đã đến rồi, cậu chuẩn bị đồ ăn cho mùa đông." Hai anh em ngạc nhiên hỏi, "Mùa thu đã đến rồi sao? Sao chúng mình không biết nhỉ?" Thế rồi Sóc chỉ vào cây lê nói, "Mùa thu thì gió thổi qua một đêm thôi, lá cây rụng xuống rất là nhiều đây này. Nhưng lá cây chỗ chúng cháu ở đâu có bị rụng đâu." Chúng thắc mắc hỏi vậy. Cậu Sóc hỏi lại, "Thế chỗ cháu ở là cây gì?" "Dạ, cây thông đấy ạ." "À, đúng rồi, cây thông là cái cây lá kim, cho dù mùa thu hay là mùa đông đều không bị rụng lá. Những cây nhiều lá như cây bạch dương hay là cây lê to, hễ trời lạnh là rụng lá ngay." Thế rồi hai anh em Sóc chia tay với cậu, nhảy về nhà. Trên đường nhìn thấy có bao nhiêu là lá cây khô rơi xuống, chúng vui sướng cùng nhau hát vang. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Câu chuyện có tựa đề Lá rụng. Hãy nhớ ấn chuông và đăng ký để nhận được những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học lần sau.